Hai, shop cửa hàng điện lạnh máy Nhật giá rẻ. Xin chào tất cả các bác. Đây đây. Ngày hôm nay sẽ view cho các bác ba con siêu phẩm. Ba con siêu phẩm ba la các bác nhé. Đấy, hôm nay mới làm xong này. Em sẽ view qua. Đây, con này là con thứ nhất là con ba la. Tên được ạ. Đời 2017 các bác. Siêu đẹp. Con này tên nửa. Đầu 40 tương đương với máy 16.000 BTU. Đời 26. Đó bác nha. Đời 26. Bác xem. Đấy. Con này viền đen. Đầu 40 cũng máy 16.000 BTU. Đấy. Viền đen đời 21. Đấy, 21. Các bác nhá. Hôm nay em sẽ review cho bác ba con. Ba con mà toàn ba con hàng cao cấp không à. Hàng thông thường thì chưa làm kịp các bác nhá. Ba con hàng cao cấp. Con thứ nhất em giới thiệu sơ qua một luôn. Con này con máy 28 tương đương máy 12.000. Nó có mã là D28DGXK. Cái này cũng là vậy. DGXK đời 27. Này nó là thế luôn. DGXK đời 27 các bác nhá. Máy 12.000 BTU. Chạy được khoảng 17-18 mét vuông. Đến 20 mét vuông nếu mà không chịu nóng cũng chạy được các bác nhá. Máy 12. Hàng vít như này chạy công suất nó lớn đây các bác nhá. Máy 12.000 BTU cực đẹp. Hạc tên nữa đây các bác này. Nhìn này. Khá là đẹp luôn. Con này nó là Eco Lavi, Lalo X, Lalo G, tất cả mọi thứ các bác nhá. Em đã dán một hai cái tem trang trí cho nó đẹp. Rồi, nó là mã 28DGXK V-kép. Mặt lạnh nó nặng 10,5 kg, sản xuất 2017, điện áp 100V, độ tích kiệm điện là 5.8, công suất của nó là 800W, điện 100V các bác nhé. Đấy, tem tiếc đây các bác này, em sẽ view sâu hơn này. Công suất làm lạnh theo năm này, theo giờ này, chiều nóng chiều lạnh đều có tất nhé, chi tiết ở đây. Đấy, con này là hàng zin bản, chạy ga giờ 32, hàng zin bản các bác nhé. Con này hàng zin bản luôn. Chạy ga giờ 32 cực đẹp. 27 đết sản xuất cực mới luôn. Nano G, Nano X. Đây là nóng này. Là nóng thì siêu mới. Lạnh siêu đẹp luôn. Trông rất đẹp, con này chẳng có cái điểm trừ gì cả. Này. Nó 28DGXK, điện 100V. 6,9 nặng ga, chạy ga giờ 32. Điện 100V các bác nhá. Đấy, đáp 100V. Máy 12.000. Máy 12. Như con này mà em bán mà full đồ, tức là gồm bát lưng, điều khiển zin. Đấy. Điều khiển zin. Cục đổi nguồn. Với giá là 9 triệu rưỡi các bác nhá. 9 triệu rưỡi máy 12.000. Hàng vít này đời 27. Em có cầm cục cái điều khiển đây không? Điều khiển vít con này. Em view luôn về cái điều khiển của nó nhé bác nhé. Con này zin bản này. Zin bản này nó hơi màu ngà một chút chứ không phải màu trắng tinh. Đây. Nó là con điều khiển này các bác nhé. Điều khiển màn hình LED. Khối pin rất là lớn. Đây, khu pin rất lớn, màn hình nét. Có cả mũ đen luôn ở đây. Khá là mới. Mấy con điều khiển này khá là mới. Nhật bãi nhưng nó... nhưng nó rất là mới vì con này, mấy con này đời cao. Đấy. 9 triệu rưỡi các bác nhá. Điều khiển zin. Đấy. Mặt zin, chưa sơn. Máy 12, đời 27. Có mã là 28DGXK. Hàng cực đẹp, nói chung là hàng cực đẹp luôn. Mướt mượt mượt các bác nhá. Đây, con thứ nhất, đây là con ba la, máy 12.000 hàng vít tên nữa. Được 27 các bác nhá, 9 triệu rưỡi. Full đồ, các bác về công lắp đặt từ ông đồng. Dây điện thế là xong các bác nhá. Đây là một con. Rồi em sẽ view sang con thứ hai. Đây, có quên chưa cho bác xem cái dàn nóng.
Nóng đây. Nói chung là nóng đấy. Khá là đẹp. Nói chung là nóng khá đẹp các bạn nhá. Đây con máy 12. Con thứ hai là con cũng là Panasonic. Con này máy động cơ lớn hơn, nó là máy 16.000 BTU. Nó có mã là SX406C2. Đấy, 406C2. Đây này. Không phải nói nhiều, con này cực đẹp. Lần mạnh nó trước nhé. Đây. Nó là mã SX406C2. 406. Đấy, C2. Con này đời 2016 06 2016, C2 là điện 200V. Con này đã dùng điện 200V. Đây, mã này nó cũng thế, XS406C2. Mặt lạnh nó nặng 12 kg, đời 2016. Hàng vít thì có mã check luôn. Chạy 1,32 kW. Đấy, độ tích điện là 6,1. Đấy, cực cao. Con này siêu vít rồi. Nói chung là khá là đẹp các bạn, khá là đẹp. Cái này em chưa cho thợ lắp. Đấy, thợ chưa lắp. Cái mặt này để ở ngoài, chưa lắp vào. Đó là bận quá. Nhưng tí sẽ lắp sau các bác ạ. Đây. Bác xem này. Tất cả nó đây. Khối động cơ bên trong nhá. Em view rất chi tiết đây. Đây các bác. Tôi chụp rất là mới. Dàn này. Đấy, đầu 40 nó đã chạy siêu khủng khiếp như này rồi. Bác thấy có dã chiến chưa? Con này thì chạy thì không biết bao giờ mình học được. Xét đánh cũng không học được. Đập đầu cuối đá không chết. Đây các bác này. Quạt của nó vẫn in chữ Ba Lê. Nói chung là đẹp lắm. Cực đẹp luôn. Đây đồng này. View sâu này. Đấy, đồng nha các bác nhá. Đây, dàn này. Hơi trần một tí, em quay này cho bác xem. Đấy. Con này chất như nước cất các bạn. Chất như nước cất luôn. Đây các bác xem. Nói chung không phải nói nhiều về con này. Nó quá đẹp các bạn, nó quá đẹp luôn. Đời 2016. Dàn thì như thế này. Đây các bác thấy chưa? Quá chất luôn các bạn. Quá là chất. Nói chung là khá là đẹp. Mấy con này thì không phải nghĩ, không nghĩ ngợi về chất lượng của nó được. Tất cả em đã test chạy ok cả tiếng đồng hồ. Mấy con này như hàng nước luôn. Điều khiển của nó đây. Để điều khiển đấy. Cũng màn hình nét cỡ lớn. Zin bản luôn. Toàn cây khiển này mấy trăm cả. Đó nhá. Đây hệ thống đây. Con này nó tích hợp nhiều tính năng lắm. La lô G, la lô X, rồi lọc không khí, rồi bù ẩm các kiểu. Như con máy này. Như con hàng siêu vít này. Như bên Nhật con máy mới này mua phải mấy chục triệu các bác. 50-60 triệu con máy này. Chứ không phải ít đâu. Máy 16.000 BTU. 16.000 BTU. Chạy được phòng khoảng con này chạy được phòng 25 đến 30 mét vuông đổ về được thoải mái các bác nhé. Nếu không chịu nóng. Công suất chạy cực cao luôn. Dàn này ok luôn. Chạy mỹ mãn cuộc đời. Các bác lắp đúng tiêu chuẩn cho em. Đúng tiêu chuẩn cho em. Con này tiêu chuẩn của nó phải 5 mét ống đồng. 5 mét ống đồng các bác nhé. 5 mét ống đồng. Ống đồng 7.1 hoặc là 8.1 trở lên. Không được dưới. Ống đồng 6 chấm rất là bé. Chạy cho cái chiều nóng không thể chạy được. Thời gian nó sẽ bục bục dàn. Đó nhá. Đây các bác nhìn có khối dây của nó nhìn nhá. Nhìn thì nó khá vít các bác ạ. Dây nhìn ác manda 20A.
250V. Đấy các bác nhá. Dây nhìn tỏa, tất cả đều zin bản hết các bạn. Chụp khá đẹp. Khá là đẹp con máy 16.000 BTU này. Các bác sở hữu con này mà lắp phòng khách thì nói chung là không có cái điểm gì để mà chê nữa. Con này em chưa lắp hộp vào. Đấy cho các bác xem cái dàn của nó. Đây các bác xem. Dã man đà luôn. Đây các bác nhá. Như con này mà đủ đồ điều khiển bát lưng. Điều khiển bát lưng. Em bán với giá là 14 triệu các bác nhá. Đấy. 14 triệu. Máy 16.000 BTU. Điện 200V. Chạy phòng 25 đến 30 m² đổ về đây. 14 triệu. Các bác nhá. Ừ. Các bác cần inbox chưa? Đấy. Con máy siêu vít này. Đấy, 14 triệu. Đủ đồ. Tặng thêm cho các bác 5 mét dây điện. 2.5. Nha, tặng thêm cho các bác 5 mét dây điện riêng các bác chốt của này. Vì là đảm bảo sự an toàn của máy. Em tặng luôn cho các bác 5 mét dây điện với con siêu phẩm này. Đến từ Panasonic SX406C2 đời 26, dàn đồng 3 lớp. Cực chất, nói chung cực chất. Các bác nhá, cực chất luôn. Con này không thể nghĩ được, không nghĩ ngợi gì nhiều về con này. Cực chất luôn. Đấy các bác nhá. Đấy, máy 16, đời 26. Cực mới siêu lướt này. Đấy các bác nhá. Đây, sang con thứ ba. Con thứ ba là con viền đen, viền đen đời 21. Thì em sẽ cho anh thợ sơn cái màu này cho nó đặc biệt một tí. Màu cà phê. Màu giống như máy Việt Nam Inverter của Bala sản xuất bây giờ, đa số màu sơn như này. Em nhờ nhà máy họ sản xuất mua cái màu sơn này. Dàn nóng cực điểm. Máy 16.000 BTU. Con này máy 16. Cũng máy 16.000 BTU. Nhưng nó là hàng cần vít của viền đen. Con hàng vít của viền đen. Nó có mã là 401CR2 điện 200V. Đây. Các nhá. Đấy. Mặt nóng nặng lạnh nặng 14 kg từ 21. Chạy 1.7 kW. 1.72. Eco la lô lưng nia dọn dàn. Đầy đủ tính năng, con này full tính năng. Lưng nia dọn dàn. Đấy. Con này thì có tên nửa này thì trên cả full tính năng. Tự được cả lọc không khí bù ẩm các kiểu. Đây. Nó con mã nóng này. Nóng là 401 CR2. Điện 200V. 1.45 kg 410. Úi sợ. Lặng 43.5 kg. Các bác thấy nó còn lặng. Siêu lặng luôn chứ không phải đơn giản. Con này khá là đẹp. Con này các anh thợ vào tay các cao thủ đã dọn dẹp nên nói chung còn rất là đẹp các bác ạ. Rất là đẹp luôn, đời 21. Mặt hiển thị nhiệt độ. Đấy, màu khá độc đáo các bác nhá. Như con này full đồ điều khiển bát lưng với giá chỉ là 10 triệu. Các bác. 10 triệu. 10 triệu đầu máy 16.000. 401 CR2. Full tính năng Eco Lavi, Lalo, lưng lia dọn dàn. Đấy. Lưng lia dọn dàn full tính năng. Đấy các bác nhá. Máy đầu 40, con này chỉ có 10 triệu. Hàng viền đen thì em bây giờ bán cực rẻ, nói chung rất là rẻ. Giá rất là hợp lý các bác nhá. 10 triệu. Ấy, các bác nhìn đẹp mi man luôn. Con này nó sở hữu cái khiển hiển thị nhiệt độ, nó cũng kiểu kiểu như này các bác. Nếu bác nào thích em cho khiển này luôn cũng được, không vấn đề gì. Điều khiển hết các tính năng. Đấy các bác nhá. Đấy, em chỉ hôm nay chỉ có 3 siêu phẩm thôi. Đấy các bác nào hợp nhãn lựa chọn ủng hộ shop của em. Đấy. Nó là máy 12.000 đời 27 với con máy 16.000 đời 26 với con vít của Bala viền đen. Máy 16 đời 21. Đừng nia dọn dàn Eco Lavi Lalo đầy đủ cả các bác nhá. Đấy. Các bác nào hợp nhãn thì inbox cho em hoặc điện thoại trực tiếp em theo số điện thoại là 096 1519 122 các bác nhá. Số điện thoại cũng là số Zalo của em luôn. Các bác cứ nhấc máy lên gọi em tư vấn. Các bác hợp thì các bác mua. Đấy, cái cả bác phòng bác như nào.
em sẽ tư vấn miễn phí cho các bác nha các bác nhá. Đấy. Đấy, em sẽ làm video ngắn tầm 15 16 phút thôi. Đấy. Để cho các bác đỡ mất nhiều thời gian. Các bác thấy video hay, hữu ích thì các bác cho em một lượt chia sẻ các bác nhá. Cho em một lượt chia sẻ. Các bác nào xem video của em lâu rồi. Đấy, cho em một lượt thích. Các bác nào mới xem video của em, cho em một lượt đăng ký kênh các bác nhá. Ấn vào chuông thông báo để nhận tất cả các video mới nhất của cái shop hàng bãi giá rẻ này em. Đấy. Điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, bếp ga, bếp từ em có tất các bác nhá. Nhưng chủ yếu em làm bán cho các bác về môn điều hòa. Chứ còn các môn kia em toàn bán buôn cho thợ thôi các bác. Đấy. Hôm nay em sẽ view ba cái sản phẩm siêu đẹp của nhà em. Rất mong các bác ủng hộ các bác nhá. Đấy, rất mong các bác ủng hộ. Hàng thì rất là đẹp rồi. Chỉ cần các bác ủng hộ là ok. Rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã xem video của em. Hẹn các bác vào những video tiếp theo. Cảm ơn các bác rất nhiều.